chậu tiếp theo cũng là một cây hồng đào các bạn nhé, xun xuê to tán lộng các bạn ạ, tán tầm cỡ các bạn nhé, tán cao tầm cỡ, tán động khoảng độ trên 1 mét các bạn nhé, rất nhiều hoa nụ đang nở các bạn ở chung quanh quay các bạn này. Những chậu hoa hồng như thế này là chuồng chậu cắt cành, chậm nhất thì vào trước ngày 30, và những chậu hồng này không bao giờ nở trúng Tết các bạn nhé. Và đến Tết thì mầm lộc nó sẽ tu tủ như thế này. Nếu là 30 Tết các bạn, nó sẽ tu tủ mầm lộc và chưa có cái hoa nào nha các bạn nhé. Chuồng hồng chắc chắn là những chậu hoa hồng này chắc chắn chưa có cái hoa nào. Cây hoa hồng này các bạn ạ, 3 năm tuổi, gốc xum xuê như thế này. Cao từ ngoạn đến 1m4 nhưng tán lá tầm cỡ 1m5. Các bạn nó chậu hồng ấy, 3 năm tuổi các bạn ạ. Chậu này mang số 56 các bạn nhé, 56. Tiếp theo là một cây hồng nhung 2 năm tuổi. Rất nhiều hoa đã tàn nhưng hiện tại bên trên vẫn còn rất nhiều nụ hoa đang nở. Các bạn nhìn kỹ chùm hồng nó quay cho các bạn. Tán rất rộng, cây này mang số 54 các bạn nhé. Tiếp theo là một cây hồng đào chi chít nụ. Các bạn đang nói mà chi chít nụ. Bây giờ trên ngọn chậu hoa này có hàng trăm đến 200 cây, gần 200 cây nụ các bạn nói mà. Tán, các bạn nói nụ. Tán tầm cỡ trên 1 mét. Bề cao của chúng cũng chỉ trên 1 mét nhưng nó rất to các bạn nhé. Cây hoa hồng này là 3 năm tuổi rồi mà nó rất to các bạn nói mà. Cả một cái tán động là các bạn nói mới rồi. Chít chít nụ các bạn này. Yeah. Đây các bạn nói cái chỗ này cũng đã là 15 cái nụ nha. Riêng chỗ này bé tí này cũng 15 cái nụ các bạn. Mình đang quay cho các bạn chỉ với các bạn tại vườn của chú Hồng. Hôm nay là ngày mồng 4 tháng 1 năm 2021. Các bạn nói toàn bộ. Cây này số 155. Tiếp theo là một cây hồng nhung 2 năm tuổi các bạn ạ. 2 năm tuổi để các bạn nói. 2 năm tuổi. Bề cao 1m3, 1m4. Tán không to bởi vì chủ yếu ở tầng trên chuồng để kêu hồng này 2 tầng các bạn nói. Đây tầng dưới đây nó cũng đang có nụ hoa đây. Các bạn ạ. Rất nhiều nụ nó đóng trên cái đỉnh chỗ hồng này các bạn nhé. Và số chỗ hồng này là 53. Quay sang một cây hồng nhung, hồng đào các bạn nhé, 2 năm tuổi, đang nở, các bạn ạ, cũng đang nở hoa, và mầm lộc đây các bạn. Đường kính tán rất rộng các bạn nhé, đường kính tán rất rộng các bạn này. Chậu này mang số 17, các bạn ạ, 17. Tiếp theo một cây hồng đào, cũng đang bung lụa, và cũng có hàng trăm cái nụ đang đóng trên cái ngọn cây hồng này. Chuồng nhắc lại nhỉ, những chậu hồng như thế này không thể nở trúng Tết âm lịch các bạn nhé. Không thể nở trúng Tết âm lịch bởi chuồng hồng cũng không bị áp lực cắt cành để nở trúng Tết âm lịch cho những chậu hồng này. Nhưng nó sẽ đầy nụ lộc và mầm lộc vào ngày 30 Tết âm lịch. Thưa các bạn, hôm nay đến 30 Tết âm lịch là khoảng 38 ngày nữa. Các bạn nôn nụ của nó này. Cây này mang số 18 các bạn nhé. Hồng đào 2 năm tuổi mang số 18. Tán cây này là rất rộng các bạn nhé. Này, tán nó xòe tận đây các bạn ạ. Các bạn nó xòe tận đấy. Và đây cũng là một cây hoa hồng. Nhung cây này thì to các bạn ạ. To, gốc to cục của đồ các bạn ạ. 3 năm tuổi các bạn nó gốc ạ. Và cành lá xum xuê và cao các bạn nói mà. Rất nhiều hoa đã tàn nhưng trên ngọn vẫn còn mấy cái nụ hoa đang chuẩn bị nở các bạn nhé. Cây này mang số 48 các bạn nhé, cây đó mang số 48. Còn đây tiếp theo đến là một cây hoa hồng
của Sapa. Chắc không nói các bạn cũng biết, đây là cây hoa hồng đào của Sapa. Trồng tháng 2, bây giờ là tháng 11, 9 tháng tuổi. Nếu như các bạn lưu ý này, nếu như là tháng nhuận thì năm bây giờ nó được 10 tháng tuổi. Và nó đang hé những bông như thế này mà mình không thấy là nó có hiện tượng như các bạn nói là nó đây, mình gây lên cho các bạn đây, là nó có chuyện cúp cúp đâu các bạn, nó vẫn đang nở đấy ạ. Đây nhưng qua nó kém ấy, bây giờ nó nở thế này này các bạn. Để mình bóc ra xem là có cái con gì đó không các bạn. Tiếp theo là một cây hoa hồng điều, hồng đào, 2 năm tuổi, đầy mầm lộc các bạn nhé. Và cây này mang số 611. Tiếp theo là một cây hoa hồng đào đang nở hoa rực rỡ các bạn nào, cũng là đang nở hoa rực rỡ các bạn nhé, rực rỡ đây các bạn này. Hàng trăm bông hoa đang nở trên cây hoa hồng đào này. Đây mình quay cho các bạn xem. Trăm bông hoa đang nở cho các bạn. Đây thưa các bạn đang nằm ạ. Một chỗ hoa hồng đào rực rỡ. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Các bạn lưu ý là chú Hồng đang quay tại vườn chú Hồng. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2021. Và là ngày 22 nhé. 22 tháng 11 năm cũ nhé. Cây này mang số 101. Tiếp theo cũng là một cây hồng đào. Nụ 2 năm tuổi nha các bạn. Nụ và lộc đầy. Cũng chuẩn bị nở nha. Và một số hoa đã nở các bạn. Để mình quay cho các bạn xem form hoa của nó. Đầy nụ các bạn nói mà. Các bạn nói nó đầy nụ chi chít không ạ? Đầy nụ chi chít đây. Các bạn mình quay đứng cho các bạn xem. Đây. Những chỗ hồng này, chung hồng là để rất thấp, nhưng bù lại tán rất to, tán trên 1 mét các bạn nhé, 2 năm tuổi, trên 1 mét nhé các bạn. Đây hiện nay nó ở trạng thái này, các bạn nói vậy. Cây này mang số 15, chung hồng để rất thấp nhé các bạn nhé. Cây hồng này chỉ tầm cao khoảng độ, từ đáy đất lên chỉ khoảng 1 mét thôi các bạn nhé. Đấy. Nhưng để đầy mầm nụ các bạn nói vậy. Tiếp theo là một cây hồng nhung, 2 năm tuổi, sum xuê, đầy hoa các bạn nhé, rực rỡ và đầy hoa. Đây các bạn nói mẹ. Cây này mang số 132. Tiếp theo cũng là một cây hoa hồng điều, sơ hoa sai xúc xỉu các bạn này, sai xúc xỉu. Nụ các bạn nó nụ hoa nó đang nở nhưng hoa sai xúc xỉu đấy các bạn. Đây các bạn nó mà. Mình đi quay chung quanh để các bạn xem nhé. Cây hoa này cao tầm cỡ 1m3 nhưng một loại tán rất rộng. Tán rất rộng. Các bạn lưu ý này. Tán rất rộng. Các bạn nó nụ hoa này. Các bạn cây này gần như những gốc là cổ thụ các bạn nhé, gốc của nó đây. Đấy. Cây này mang số 102, à, 102 các bạn nhé. Tiếp đến là một cây hoa hồng nhung các bạn ạ, hoa hồng nhung mang số 104, rất đẹp, khuyến nụ trên đỉnh các bạn nhé. Và đây là cây hoa gốc rất to, 3 năm tuổi, mầm chút chít 3 năm tuổi các bạn nhé. Mang số 106, các bạn nó mầm này. Thưa các bạn, hiện nay trên cây 106 cổ thụ này, các bạn nó cao này. Hiện nay cái hồng này cao tầm cỡ 1,5m các bạn nhé. Các bạn nó mầm nó này. Nguyên chỗ mầm nụ này cũng đã 50 cái nụ, 50 bông hoa trên đỉnh ngọn này. Và bên dưới của nó đây các bạn, rất là sum xuê. Và đây các bạn nó mẹ, hoa nó tận ở dưới đáy này, dưới nhé các bạn nhé, ở dưới nụ hoa vẫn có nhé các bạn nhé, đây, ở dưới nụ hoa này. Và số này, chậu này mang số 106 các bạn nhé.
Tiếp theo là một cây hồng nhung 2 năm tuổi, rất nhiều hoa đỏ đang đóng trên các đầu ngọn. Một thế rất là đẹp, không xung xuê, nhưng là đều từ đáy trở lên. Và cái hồng nhung này cao 1m7 đến 1m8, chúng nó vươn lên các bạn nhé. Cái hồng này mang số 109. 109 các bạn nhé. Tiếp theo là một cây hồng rực rỡ các bạn nhé. Các bạn ạ, cái hồng nào rực rỡ, đang nở ở thời điểm rực rỡ, to nhé các bạn ạ. Cây này các bạn đang nói mình Trung Hồng đang quay cho nó xem, các bạn đã quay cho xem này. Hàng trăm cái hoa đang nở trên mặt chậu của cây hoa này. Đây, Trung Hồng đi xung quanh để các bạn xem cây hoa này. Các bạn ạ, trăm cái hoa đang nở. Và những cái chậu hoa như thế này, hôm nay Trung Hồng sẽ phải cắt cành. Nha. Trung Hồng chia sẻ với các bạn, những chậu hồng cắt cành sau ngày 20 tháng 11 âm lịch. Chậu này mang số 110 các bạn nhé. Sau ngày, các bạn lưu ý là sau ngày 20 tháng 11 âm lịch là cơ hội nở chúc Tết là rất thấp. Rất thấp các bạn nhé. Đây là một cây hồng nhung 2 năm tuổi các bạn ạ. Rất nhiều hoa đang nở và nụ các bạn nhé. Để dáng form tán đây các bạn. Cây này mang số 112. Tiếp theo đến cũng là một cây hồng đào các bạn ạ, đang rực rỡ hoa các bạn, rực rỡ hoa các bạn này, 2 năm tuổi các bạn nhé. Các bạn làm rực rỡ hoa, hoa và nụ là rực rỡ luôn các bạn nhé. Anh Trung Hồng quay cho các bạn xem đấy. Cây này mang số 115. Các bạn lưu ý ạ. Tiếp theo bên là một cây hồng đào 2 năm tuổi. Các bạn nó hoa lộc đấy ạ. Hàng trăm cái nụ đang đỏ chót trên đầu ngọn. Và hàng nhiều chục cái nụ, cái hoa đang nở rực rỡ ở chậu hoa hồng này. Các bạn nó mà nụ của nó đó. Các bạn hãy đồng kỹ nhé các bạn nhé. Nụ của chậu hoa hồng này đỏ chót các bạn ạ, đang ra. Chậu hoa hồng này mang số 111. Các bạn ạ. Tiếp theo là một cây hồng nhung 2 năm tuổi. Gần như 2 tầng, rất xung xuê. Còn nhiều hoa, bông hoa đang nở ở trên đầu ngọn. Các bạn. Rất xung xuê các bạn nhé. Cây hồng này mang số 108. Tiếp theo cũng là một cây hoa hồng đào rực rỡ các bạn ạ, đang nở. Hàng trăm bông hoa đang nở trên chậu hoa hồng này các bạn ạ. Mình sẽ quay xung quanh để các bạn mục sở thị đấy. Hàng trăm bông hoa đang nở trên đỉnh, đang mang trên đỉnh của chậu hoa hồng này và nở sát miệng chậu luôn các bạn ạ. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Hàng trăm bông hoa đang nở trên những cái chậu này. Các bạn nào mà các bạn hãy mục sở thị thật kỹ nhé. Các bạn lưu ý là chúng sẽ quay liên tục những chậu hồng này. Từ nay cắt cành, tưới nước, chăm sóc, nảy mầm. Và cho đến lúc chúng ra hé, đóng nụ các bạn nhé. Chúng đã chia sẻ với các bạn những chậu hồng này là không thể nở trúng Tết. Và chỉ có mầm, lộc và nụ xúc xỉu ở ngày 30 Tết. Các bạn ạ. Đây là cây hồng mang số 101. Tiếp theo nữa. Các bạn nom cũng thấy một cây hồng xúc xỉu các bạn nhé. Xúc xỉu nụ vào hoa các bạn này. Các bạn cũng nom thấy ngoài hoa đã nở còn hàng trăm cái nụ ở cái chậu hoa hồng số 105 này các bạn nhé. Các bạn nào nó mà số 105 các bạn nhé. Các bạn lưu ý ngoài những hoa đang nở
chú đang quay cho các bạn xem ấy, thì nụ đóng như thế này. Các bạn lưu ý. Tiếp theo một cây hồng nhung số 103 các bạn ạ, hai tầng tán các bạn ạ, hai tầng tán nha các bạn nhé. Một rất nhiều hoa đã đang tàn và còn rất nhiều hoa nụ cũng đang trên đỉnh đang nở để các bạn rồi. Số 103 các bạn nó gốc à. Ba năm tuổi, các bạn lưu ý. Tiếp theo nữa, cũng cây hồng nhung. 3 năm tuổi, số 144. À, 2 năm tuổi, số 144. Rất nhiều bông hoa đang ngự trị ở chỗ hoa hồng này. Các bạn nói nó vậy. Này, chỗ hồng nó rất sum suê. Rất cao nha, 144. Tiếp theo là một cây hoa hai màu, các bạn ạ. Một cây hai màu. Các bạn nhìn những cái hoa hồng nào đấy các bạn ạ. Các bạn chú ý được cây này hai màu nhé. Các bạn nhìn hai màu rất to. Hoa rất to này các bạn ạ. Hoa rất to. Các bạn. Hoa như thế này, những đường kính tầm cỡ 8-9cm nhé. Đây là nhung đang treo trên ngọn. Là rất nhiều bông hoa hồng nhung. Các bạn rất nhiều bông hoa hồng nhung. Đấy, mình đang đứng quay ở phía này cho các bạn. Và thưa các bạn, bây giờ là tầm cỡ khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Chú Hồng đang đứng tại vườn của chú Hồng và quay tiếp theo cho các bạn 20 chậu hoa ở khoảng chú Hồng. Và những ngày tiếp theo chú Hồng sẽ liên tục review cho các bạn xem những hình ảnh, những chậu hoa trên vườn và con số của chú Hồng. Để các bạn nếu có nhu cầu thì tiện theo dõi và nếu có cần thiết thì chú Hồng sẽ quay lại những chậu này trực tuyến cho các bạn. Để các bạn mục sở thị xung quanh các bạn nhé. Chú Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết 16 phút video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.